Và bây giờ sẽ là một bài hát đặc biệt và Hoài Lâm xin được phép hát chung với một nữ ca sĩ rất là quyến rũ và có cái tên rất là đẹp. Mời quý vị cùng nghe lời bài hát Trả Nợ Tình Xa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Yeah.
ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của nữ ca sĩ Phá Lê. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho Bang Nhạc ạ. À.